Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Mỹ đã mở rộng danh sách trừng phạt nhắm vào các quan chức và doanh nhân Nga. Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ, tổng cộng có 6 cá nhân và 12 thực thể nằm trong diện trừng phạt lần này. Trong danh sách công bố hôm 26 tháng 1, có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công thương Nga Denis Maturov, người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga Rustam Minnikhanov, cũng như phu nhân Kuzina Minnikhanova, tỷ phú viễn thông Sergei Andreyev. Bên cạnh đó, danh sách trừng phạt nhắm vào một số công ty có liên quan đến tỷ phú người Nga Vladimir Potanin, chủ sở hữu Norilsk Nickel, tập đoàn sản xuất nickel và palladi lớn nhất thế giới. Thành viên hội đồng quản trị Norilsk Nickel, ông Sergei Patakin, cũng trở thành đối tượng bị Mỹ trừng phạt. Các công ty khác bị thêm vào danh sách trừng phạt bao gồm Wildleaf Holding, Interos Invest và Interos Capital. Bộ Tài chính Mỹ cũng xác định công ty quân sự tư nhân Wagner là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Theo đài RT, lần gần nhất Washington quyết định áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow là vào tháng 12. Động thái mới nhất của Mỹ nhằm làm suy yếu khả năng của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các biện pháp hạn chế được cho là nhằm vào các cơ sở hỗ trợ chiến dịch này, bao gồm các nhà sản xuất vũ khí, các doanh nghiệp sửa chữa tàu, những người liên quan đến việc quản lý các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập, cùng với các thực thể và cá nhân có liên quan đến công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga. Hãng Kyodo đưa tin, tiếp sau Mỹ, Nhật Bản ngày 27 tháng 1 đã quyết định bổ sung 36 cá nhân và 52 tổ chức có liên hệ với Nga vào danh sách trừng phạt liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thông báo, nước này sẽ cấm xuất khẩu hàng loạt hàng hóa có thể sử dụng để tăng cường năng lực quân đội Nga cho 49 tổ chức ở nước này từ ngày 3 tháng 2. Trong số các hàng hóa có vòi rồng, thiết bị thăm dò khí đốt, thiết bị bán dẫn, vaccine, chất nổ và robot. Nhật Bản còn đóng băng tài sản của 3 tổ chức và 22 cá nhân ở Nga, trong đó có công ty máy bay Irkut, nhà sản xuất tên lửa đất đối không MMZ Avangard, Thứ trưởng Quốc phòng Mikhail Mizintsev, Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Tryachenko cùng 14 cá nhân ủng hộ Nga có liên quan đến việc sáp nhập các vùng lãnh thổ phía đông nam Ukraine.